Có chuyện gì đã xảy ra? Trong tập trước, mình là Dev và là một thợ lặn được mời đến ăn sushi. Nhưng đến nơi chẳng hề có một cái miếng sushi nào cả. Bất đắc dĩ trở thành người bắt cá cho nhà hàng cùng hai người bạn Cobra và Bancho. Địa điểm của nhà hàng sushi này được đặt ngay gần Blue Hole, một kỳ quan của thiên nhiên, là nơi có mọi loại cá tại đây. Đặc biệt kỳ lạ là mỗi lần lặn là một lần thay đổi địa chất và hệ sinh thái của Blue Hole. Vậy là mọi thứ đã bắt đầu. Sáng ra bắt cá, tối về bê trà, từng miếng sushi đã sẵn sàng, bàn ghế ngay ngắn chào đón khách. Cuộc đời thợ lặn thật là vui. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Nơi đây lại gắn liền với một truyền thuyết người cá và một con thủy quái. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong tập này? Có đợi người ngoài anh tích à? Mình là X-Han và đây là video về game Dev the Diver. Vậy là Dev đã tạo được một cái tài khoản dành cho Bancho, đầu bếp của nhà hàng sushi mới mở ở trên ứng dụng Cookstar. Có ảnh mới này, Cookstar được 28 like này. Like luôn, mình phải tự like cho bài bot của chính mình. Bancho Sushi đã được mở cửa. Bạn sẽ không bao giờ nếm được cái vị sushi như ở đây từ trước tới nay đâu. Giá cả thì phải chăng, phục vụ thì tuyệt vời. Và chỉ mở vào buổi chiều. Lý giải một tí cho mọi người thắc mắc là tại sao chỉ mở vào buổi chiều nữa. Bởi vì là mình bắt cá vào buổi sáng và buổi trưa, tức là gần chiều ấy, thì cái nhà hàng sẽ mở cửa từ buổi chiều đến buổi tối. Và tổ ăn ở trên đó chỉ phục vụ vào đúng trong ngày thôi. Nên nói chung là rất là tươi và ngon. Đấy. Hashtag Bancho Sushi, hashtag Best Sushi, hashtag Blue Hole, hashtag Good Price, hashtag Open at Night, hashtag Best Flavor, hashtag Special Price. Rất là chuyên nghiệp luôn ha. Vào rank up thì mình biết là mình đang ở rank đồng và có rất là nhiều rank phía dưới đó, đến tận có khi Diamond là cao nhất. Lại úp ảnh mới này, Bancho Sushi úp ảnh mới. Đây là cách để mà chụp ảnh cá nhân à. Nó khó thật đấy. Yep, rất khó khi mà nó focus vào cái ngón tay. Cái bếp của mình ấy là Bancho Sushi. Vậy là mình sẽ quản lý giúp Bancho cái bếp này. Ở đây là cái ảnh, cái ảnh đầu tiên ạ. Cái ảnh đầu tiên trên cái bếp của nhà hàng sắp nổi tiếng. Thì trong tất cả các nhiệm vụ thì mình chỉ còn nhiệm vụ phụ thôi. Đó là của Weapon Smith Duff. Thì cái anh Duff này là anh sẽ làm cho mình một cái vũ khí là khẩu súng đơn giản. Tuy nhiên thì để làm được cái đấy thì mình cần có cái scrap iron. À, nó có hình dáng như thế này à. Thì cái scrap iron này có thể tìm được ở độ sâu là từ 0 đến 130m. Đó là hữu dụng đấy. Xem iRiver này. Mình đang hiện giờ cũng đang có 444 vàng. Thì không biết là có nên nâng vào cái gì không nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ nâng một chút vào air tank này. Thở được lâu hơn. Đó là quan trọng đấy chứ. Ok, upgrade thôi. Ok, level 3 luôn. Rồi tăng vào xui luôn nhỉ. Driving xui, level 3 luôn, 150m. Còn 154 tiền nè, nâng vào cargo đi. Mang cho nhiều lên 13kg. 13kg thì có khi nó mắc là mình bê được 20kg đấy. Rồi xong rồi, cũng hết tiền rồi chứ. Đã còn cái gì hết. Rồi xem mail nè. Mail được cái gì? Đây là phiếu máy bay giảm giá 10% này. Mambo Air. Tiếc là mình đã kẹt ở đây rồi. Mình sẽ không thể nào đi du lịch ở chỗ khác được. Ui, mình có thể chọn được cả những bài nhạc nữa nha. Nghe nhạc luôn này. Công nhận là đúng rồi, đây là một cái điện thoại thực sự này. Có mini game này. Chả có game gì chơi hết. Trời ơi trời. Đấy này. Máy tính tiền. 1 cộng 1 bằng 2. Ủa, đây có phải là Easter egg hay là cái gì không ta? Tại sao lại bê một cái máy tính tiền vào điện thoại? À nhầm, vào một game nhỉ. Thì vào điện thoại thì cũng đúng. Điện tất nhiên là điện thoại sẽ phải có máy tính tiền thôi. Ok, album ảnh. Đó là toàn bộ những gì có ở trong điện thoại. Thì mình đi lặn thôi nào. Nếu nói là cái địa chất ở cái vùng biển này nó thay đổi thì mình nghĩ rằng là nó cũng không hẳn đâu. Mình thấy nó chỉ có hai kiểu à. Không biết về sau thì nó cốt truyện các thứ nó thay đổi thì liệu nó có thay đổi hay không. Đấy mình không biết. Nhưng mà hiện giờ thì mình thấy chỉ có hai kiểu thôi. Từ lúc chơi game đến giờ. Đấy, và đây là lấy đồ loot này. Được cái gì đấy? À, kiếm katana. Chém, chém. Cái chỗ này có cái boss này. Mình có thể thoát ra khỏi đây khi mà hết oxy ngay lập tức. Trước khi đó thì mình cứ xuống sâu một tí để mình kiếm xem có scrap nào không. Ở lặn mà. Phải xuống sâu chứ. Nó là nghề của mình rồi. Bộ xương như cũ nhở. Nó không có thay đổi gì nhiều lắm. Có một cái đồ gì nữa này. Một cái bình oxy. Oxy capsule. Bình oxy dự phòng. Và mình thêm 50 oxy. Mực à. Trời ơi. Em chơi hết cả màn hình rồi. Ủa, nguy hiểm. Chết. Con kia mà dí theo nó mà cắn phát là thôi đấy. Ui, ở dưới này như là toàn mấy loài cá kiểu có thù địch với mình không à. Không phải là những loài cá thân thiện. Đó là lý do tại sao mà mình cần phải lượm sắt để chế thành một khẩu súng đấy. Ui, lại nữa. Cái nồi như này. Ê. Trời. Rồi đó. Né.
em cái nồi gì đã, từ từ bạn ơi. Ồ, hên quá, né rồi. May mà có một bình oxy dự phòng ạ. Ném chết. Kiếm nhật chém nhanh lắm. Tin nhá. Ở đây có lối vào của cái gì đó. Có rất nhiều ký tự cổ ở trên này mà mình không biết rõ rằng là có gì bên trong. Nó bị chặn bởi mấy tảng đá nó đè lên rồi. Ôi, hành trình đi kiếm sắt thôi mà vất vả thế. Không biết là sắt ở đâu. Mấy cái này là lít cơ. Bắt cá nóc về ăn nhở. Không chém được nha. Lúc nó bật cây ga lên là mình không thể chém được. Nhưng mà không biết bắn thì cũng có mất máu không nữa. Có vẻ như là không à. Lên trên khám phá tiếp thôi. Có khi ở trên mới có sắt ấy. Trời, con cá gì đâu mà mắc cười ấy à. Ồ, hiền nha. Thế thì xin luôn cái mạng bạn ơi. Về nay mà ăn sushi thì hết bài. Ui, chết luôn rồi. Đang tính bắt sống. Ê, cái đỏ đỏ kia có phải là sắt không? Bởi vì thông thường là quặng sắt là có màu đỏ ấy. Hay là đồng? Đồng. Đầy đủ rồi. Mình vứt bớt cái gì đó ra. Mấy cái lít này vứt ra đi nha. Ok, vậy là mình đã có một cái tàu nhỏ nhỏ để lặn nhanh, để bơi nhanh hơn. Vẫn là cái hành trình đi kiếm sắt thôi. Ui, gần hết khí rồi. Ở dưới này có bình khí, đi xuống dưới. Đúng ta. Đây này, may quá. Mình mà nhớ nhầm là coi như là chết ở dưới này đấy. Ok, có bình khí rồi, lại lên lại rồi. Ủa, con cá này thịt rồi mà sao nó vẫn còn ở đây ta? Nó vẫn chưa xẻ hết thịt à? À, ok. Thêm mấy miếng cá nữa. Rồi, có cái thùng này có cái gì nè? Loot box vàng nè. Một bình oxy 50. Ok. Kiếm mãi rồi mà chưa thấy một cái quặng sắt. What the what? Cá mập. Giờ này cá mập không phải là đối thủ của mình đâu, nên là phải né ngay. Vậy là trong này là máu được thay bằng oxy. Mỗi lần bị cá tấn công là mình sẽ bị mất oxy thay vì là máu. Khá là hợp lý. Bởi vì như thế nó sẽ đỡ rối hơn khi mà mình chơi game. Ấy, một chiếc thuyền đắm ở đây này. Có gỗ ấy, các thứ. Nhưng mà đầy đồ không lượm được. Đây thì đây cũng không thấy nổi một cái thỏi sắt nào. Đây này. Ôi dồi ôi, thỏi sắt đây rồi. Mình cần vứt bớt đồ đi. Rồi, đã lượm được đồng. Đã được lượm được sắt rồi nha. Tiếp tục khám phá thôi. Không có gì phải nháy đỏ hết. Bình tĩnh. Chúng ta đã có bình oxy ở đây rồi. Cứ bình tĩnh mà chiến thôi. Khám phá xung quanh đây nè. Ô, một cái thỏi sắt nữa kìa. Mình không thể lượm được nữa. Mình quá là đầy. Ta đi lên này. Đến tối luôn rồi. Wow, thật là tốt khi mà anh có thể mang được mấy cái nguyên liệu này đến đây đấy. Có vẻ như là tôi đã đánh giá thấp anh một ít. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ gửi cho anh ngay cái súng trường dưới nước cùng những nguyên liệu mà anh có được. Đầu tiên là cần phải tải cửa hàng vũ khí của đất trên điện thoại. Nó đã được tối ưu rồi, chỉ với 42 MB thôi. Trời ơi, nâng cấp giáp cũng ở trên điện thoại, nâng mua vũ khí cũng ở trên điện thoại. Giờ thế này thì tương lai thế này rồi gì nữa. Uầy, ông này trông vậy mà cũng bá phết nhở. Lắp ráp súng đấy. What the? Vũ khí mới Basic Underwater Rifle. Súng trường dưới nước. Được rồi, một điều nữa. Tôi đã thực hiện một vài phép đo đạc để cho phép anh mở được cái rương vũ khí ở dưới nước. Có cả rương vũ khí dưới nước cơ hả? Anh không thể mang nó khỏi mặt nước được, nhưng chúng vẫn rất là thuận tiện. Nhưng mà tôi sẽ thu thập một ít thông tin về vũ khí mà anh lượm để tạo ra cho anh một cái bản vẽ dành riêng cho anh. Vũ khí được tạo ra từ bản vẽ sẽ không bị hư ở dưới nước. Cái thằng này cứ một hai nó cứ diêu cút say ra. Anh có thể nói vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào thì bậc thầy về vũ khí này sẽ dõi theo anh. Xin tạm biệt nhân loại. Ngầu phết nhỉ. Nếu mà mình có thu thập được những cái bản vẽ thì mình sẽ chế tạo được những cái loại vũ khí khác. Tối rồi, chắc là đi về luôn nhỉ. Trời đã tối rồi. Tôi cũng cảm thấy khá là nghẹt mũi nữa. Trong lúc đó thì ban trồ lại đang làm việc của mình. Tôi nên quay trở lại giúp đỡ. Thật là không dễ dàng gì khi mà quản lý hai người này với cả một đống khách đang tới. Một mình handle hết tất cả mọi thứ. Thôi đi về thôi. Cái ông này cũng chả được cái việc gì luôn á. Lái tàu mình cũng lái, lặn mình cũng lặn, bán đồ cái thứ mình cũng làm. Cuối cùng này ông này ông làm gì ta? Thấy có gì chấm hỏi này. Nói chung là cứ về quán sushi nha. Còn rất là nhiều thực khách đang phải đợi chúng ta. Ồ, ai đấy? Bạn nào đây? Sao cô giúp gì ạ? Nhưng mà chưa mở cửa cô. Mở cửa rồi thì phải. Nhìn xung quanh
đây có phải là nơi của nhà hàng sushi Pancho đúng không? À, cô Yoshi à, tôi tới đây là bởi vì tôi nghe nói rằng nơi này đang trở nên nổi tiếng ở trên Cốc Star. Cái tên đã cho tôi phải nghĩ lại, nhưng khi nghĩ về nó thì đó hẳn là nơi của anh rồi. Đồ ăn mới và không sử dụng lại những cái đồ ăn cũ, không thể nào nếm thử những cái hương vị ở bất kỳ nơi nào khác, toàn là những lời khen có cánh. Ơ, mấy cái đấy có đề cập đến tôi không? Kiểu mình là phục vụ mà mình cũng phải được một chút respect chứ. Không, thực sự là không đấy. À, buồn đấy nhỉ. Thế điều gì đã mang cô đến đây hả cô Yoshi? Có rất là nhiều lý do, nhưng mà tôi muốn kiểm tra cái nhà hàng này. Có vẻ như là anh trông vẫn như cũ nhỉ. Ừ thì chẳng có gì thay đổi hết, tôi chỉ đơn giản là cứ tiếp tục ngày qua ngày tự tập luyện thôi. Ôi chú ơi, đó chính là vấn đề đấy. Anh luôn từ chối lắng nghe tôi, kể cả khi lần cuối chúng ta gặp nhau cô lại nói về vấn đề đó rồi. Đó là lỗi của thực khách trong việc đánh giá ẩm thực mà không hề thử nó. Vậy thế thì anh còn đối xử với khách hàng như thế bao lâu nữa? Với các kiểu như thế cứ tạo ra những cái món ăn cực kỳ tệ à? Sao cô lại nói như vậy? Tệ hả? Whole roasted shark head, tức là nguyên một cái đầu cá mập được nướng lên, là một món ăn tuyệt vời. Cá mập đã được nằm trong nền ẩm thực của cả phía Đông và phía Tây, và trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc thì nó còn được dùng trong rất là nhiều cái nghi lễ truyền thống. Thôi dừng đi, anh chẳng thay đổi một chút nào hết. Hãy để tôi đánh giá rồi xem là món ăn có phù hợp hay không. Sau đó tôi sẽ nói lý do tại sao mà tôi đến. Được thôi, tôi sẽ cho bà thấy. Tôi sẽ cho bà biết được rằng là cái ẩm thực thực sự của đầu cá mập là gì. Pancho à, mấy cái thứ này kiểu nó có đột ngột quá không? Đếp là một bếp trưởng, cái trận chiến này là tôi không thể rút lại được. Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị khiêu khích. Làm ơn hãy lấy cho tôi một đầu cá mập và một ít dầu ô liu ấy. Cái gì anh muốn tôi bắt cá mập trắng hả? Đúng vậy, với kỹ năng của anh thì chắc chắn điều đấy rất dễ dàng rồi đúng không? Nhớ là hãy mang một cái khẩu súng tốt khi mà anh đi bắt đấy. Kể cả như thế thì chiến đấu với cá mập rất là nguy hiểm. Thế ý anh là sao? Anh muốn đứng ở đây xong rồi xem niềm cứu hãnh của tôi bị chà đạp à? Đầu cá mập trắng thông thường sẽ được tìm thấy ở dưới biển phía bên phải, nên là chúc may mắn nha. Anh đã đột nhiên muốn mình lấy một cái đầu cá mập mà trong khi nó rất là nguy hiểm. Và thực sự thì cá mập có thể giết bằng một khẩu súng à? Hay là mình phải đi hỏi đốc để tạo cho mình một khẩu súng nhỉ? Hoặc là tìm kiếm nó ở trong Bluehole. Ủa, có súng rồi mà. Nhiệm vụ này kỳ ta. Kiểu như là cái nhiệm vụ này đáng nhẽ phải xảy ra trước khi mà mình hoàn thành cái nhiệm vụ của thằng Đấp ấy, làm công khẩu súng mới ấy. Đôi khi những cái thực khách đặc biệt sẽ có những cái câu chuyện đằng sau để nghe ở quầy sushi, nên là mình đứng đấy mình nghe ké xem là người ta cần cái gì để có thể phục vụ vào lần tới. Ok, new content research. Thậm chí là bạn bây giờ có thể nghiên cứu được những cái công thức nấu ăn mới bằng cách là sử dụng cái Arisan Frame để đa dạng hóa cái menu. Rồi lên menu nhỉ. Vẫn là những cái buổi tối như thường lệ thôi, nhưng mà hôm nay sẽ là một buổi tối rất là khác, bằng cách là cho ăn sushi đầu cá săn. Nâng cấp này, nâng cấp sushi đầu cá săn. Wow, mỗi lần ông này làm sushi là mình thấy kiểu anime battle ấy. Cũng nâng cấp được tiếp này, nâng cấp tiếp luôn. Món này đang nổi. Rồi bày ra ba đĩa này là coi như là mỗi đĩa được 25 vàng rồi. Quá ư là ngon. Nâng cấp tiếp, nâng cấp tiếp. Ô nâng cấp đấy thì ồ, mình nâng cấp hết đến mức độ mà chẳng còn cá để mà cho thực khách ăn nữa. Chắc biết được cái nhà hàng này chắc không cần tiền đúng không? Rồi nghiên cứu thử xem nào. Hiện giờ mình đang có 10 ngọn lửa Arista Frame, mình có thể nghiên cứu được cách chế biến ra đầu cá mập. Nghiên cứu luôn. Ủa? Sao nắm cái cinematic về cái ông này ấy nhỉ? Đúng là việc nấu nướng là đam mê rồi. Một giọt xì dầu. Ta sẽ có một món đầu cá mập. Ngoài đời có món này thật không ta? Có thể bán được nguyên liệu này. Tức là mình lượm được một vài cái củ nghệ đi, thì thay vì là mình đem đi nấu ăn, mình có thể bán. Rồi được 100 đồng tiền vàng. Xong rồi. Tuy nhiên thì nói chung là đây là một nhiệm vụ phụ, và mình cần phải có một cái đầu cá mập để cho bà này ăn. Thế nên là để hôm sau đi. Giờ yêu cầu sao có trời ơi. Đặt món đi, đâu phải thích là có ngay được. Tối rồi không có đi câu được. Bà ơi, hy vọng là cái bà kia không có đầu cá mập thì bà sẽ không đánh giá cái nhà hàng của mình một sao. Trời, được rất là nhiều review tích cực nha. Toàn TikToker đến ăn không. Rồi đĩa cuối cùng. Hết, ngày hôm nay chỉ kiếm được có 200 tiền. À, 150 tiền chứ. Tại sao? Nếu không có đầu cá mập thì nấu cho bà này kiểu gì? Ờ, hết rồi. Hèn quá, bà sẽ không đánh giá vào cái số sao của mình. Trời ơi, ngày hôm nay doanh thu gấp đôi ngày hôm qua. What the what, 5 sao luôn. Rồi, ngày 4.
tháng 10. Hôm nay là một ngày trời mưa. Ô, ông nhà khảo cổ học nè. Hello. Hello, chào Dev. Tôi có một tin cực kỳ may mắn đây. Chào tiến sĩ Bacon. Ông trông có vẻ rất là vui. Tôi vừa phân tích cái cổ vật mà anh mang đến và có một lượng lớn thứ mà không hề biết vừa được phát hiện. Thế là nhờ có thứ đó mà tôi đã phát triển ra được một cái radar có thể theo được cái những cái sóng. Thế thì tại sao đó gọi là tin tức may mắn? Bởi vì cái radar này sẽ mang đến cho anh những cái điều hữu ích trong lần khám phá. Ý ông là sao? Trong những lần khám phá kế tiếp hả? Lần trước là chẳng qua là Cobra bắt tôi phải làm thôi. Mà tôi đã tiền tên anh lên hợp đồng rồi. Nếu mà bây giờ mà hủy để bồi thường hợp đồng thì nó sẽ lên đến 20. Cái gì? Thế cuối cùng là hai người đang nói về cái gì vậy? Đừng có trông như vẻ bề ngoài nữa. Nói chung là cứ kiểm tra cái tín hiệu mà tôi đưa cho anh ở trên radar đi. Đưa cho tôi hả? Tôi sẽ nói nếu như nó hoạt động và không. Kiểu như hàng khứa này nó bàn bạc cái gì đó với nhau và cuối cùng là mình là thằng làm hết mọi việc. Hay thật đấy. Nhiệm vụ chính Signal from the Sea People, theo dõi cái vị trí của tín hiệu ở Scrolling from Yoshi, đó chính là bắt một cái đầu cá mập trắng thì nó nằm ở bên phải ngoài cùng map. Đầu ngày thì mình cứ lên Cookstar để kiểm tra xem là khách hàng các thứ phàn nàn review các thứ thế nào nhỉ. Glen, anh này cũng hay đến ăn lắm này. Sushi màu xanh, màu của biển cả, vị rất ngon. Hang the Sushi, để mà nghĩ về sushi thì cá nhiệt đới rất là tốt. Đây thật đúng là một điều tuyệt vời. CCGY 13, xì dầu và wasabi, đúng quá tuyệt luôn. Lần tới mình sẽ quay lại toàn review tốt không. Anseless, những cái bức hình như thế này giờ đang làm mốt đấy. Rô xè binh, tôi nghe nói là cá này có độc nhưng mà nó ngon mà. Coder K, sushi là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời sau khi mà tập luyện. Tôi rất thích là cái màu sắc của nó. He he. Seven Viking, ui nổi tiếng quay 89 like. Wow, đây đúng là một con cá đáng sợ nhưng mà vị của nó thì quá tuyệt vời. Bacon Dr. Ông tiến sĩ Bacon cũng đến ăn này. Đây là cổ vật của những người dưới đáy biển. Thật là một ngày may mắn phải ăn sushi ở những ngày như thế này. Ha ha ha. Eli 486, what the, 133 like. Cái con nhỏ mà nhờ mình đi bắt mấy con cá để nó làm nghiên cứu này. Đồ ăn sushi ở đấy rất là tốt. Tôi không thích cái anh người lạ phục vụ nó. Tại sao? Được rồi, chỉ có đến thế thôi. Rồi, xuống biển. Lần này phải là bắt cho bằng được cái chết rồi. Quên mất nhà mình phải nâng cấp cái đồ lặn với cả các cái thứ như là súng với các kiểu đi. Hôm nay là một ngày trời rất là mưa gió. Ú, what the? Cá heo. Hello bạn cá heo. Chào bạn. Có chuyện gì vậy bạn? Bạn có điều gì muốn nói hả? Mình có thể giúp được bạn đó. Hả? Một con cá heo hả? Hình như là nó kêu mình đi theo. Có lẽ mình nên đi theo thử. Đi theo cá heo. Ok rồi. Tại sao mình lại phải đi theo con cá heo này ta? Mà tại sao con cá heo này lại tìm đến mình? Từ từ bạn ơi. Bạn là cá, tôi là người. Làm sao mà tôi bơi nhanh được? Ú, cái gì đây? Này là đạn à? Đúng rồi, mình có súng trường rồi mà. Rồi. Đi theo. Đi theo thì tiện lượm mấy này chứ. Bạn chờ tí nha. Đấy, lượm thêm cái mũi lao phóng điện. Hình như là người yêu nó bị mắc kẹt. What the what? Một con cá heo hồng bị mắc kẹt ở trong lưới. Vậy là nó đang muốn nhờ mình để giải cứu cho bạn của nó. Mình nên cắt cái lưới. Ok. Cắt lưới thôi. Cứu cá heo nè. Vui chưa? Có cá heo hồng ngoài đời không nhỉ? Mình đang tự thắc mắc đấy. Nó cười mình à? Cười. Ê, nó cho một cái cục sáng gì á. Đâu xem nào. Nó để lại một món quà. Mình còn không hề biết là mấy con cá heo có cả bạn tình. ngọc trai à. Ngọc trai thì sẽ cho ta rất là nhiều tiền. Đen. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ đi lấy đầu cá mập trước nha. Nó nằm ở đâu đó phía bên phải này nè. Đúng không? Đây con cá mập đúng không? Bắn. Rồi đấy. Nó làm sao mà chịu được sốc điện này. Ê ạ. Ơi. Nó đang yếu lắm rồi đấy. Bây giờ mình cần phải lấy oxy cái đã. Ê ạ. Nãy có thấy có một bình oxy ở phía dưới này. Họ đã đi đổi súng luôn bởi vì cái súng này cũng hết đạn rồi. Hay là hiện giờ là mình chưa thể đánh được cá mập nhỉ. Có khi là mình vẫn còn yếu ấy. Mình cần phải nâng thêm về cái khẩu súng. Đây, bình oxy rồi. Thì mấy con cá này cản đường á. Khó chịu thật. Cái con này nó dí dài thế, không biết nó dí từ dưới kia nó lên, dí tận lên tận đây. Cút. Khổ ghê, dí vừa phải thôi. Có lúc thôi chứ. Cái sốc băng stick. Ôi, bắt cá mập thôi. Quái gì mấy con cá mập. Có ba tang định rồi. Mấy con kia không là gì hết nhá.
Muối ạ. Với đồ vũ khí. Wow, ngon chim nhớ. Con cá mập rồi. Alo. Đây đây rồi. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Bưởi hả mày? Cá mập này, đờ đẫn này chắc là chưa ăn sáng rồi đúng không? Ngon. Chị nhẹ đầu bạn nhá. Rồi, nữa, thu thập hết đi chứ. Ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ cần lần theo cái dấu của radar nữa là hoàn tất công việc ngày hôm nay. Wow, khá là sâu đấy. Không biết là mình đã nâng cấp đủ để bơi đến độ sâu yêu cầu chưa ta. Có vẻ như là đủ. À, là cái cổng đá hôm bữa này. Wow, đây là nơi đó à? Để xem là tín hiệu là bắt nguồn từ bên trong. Ở đây có những cái ký tự mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Trước đây được viết ở trên cái cột. Nếu như chúng ta có những cái dụng cụ gì đó thì chúng ta có thể di chuyển những cái cột đá đó để cố vào bên trong đấy. Mà tốt hơn hết là cứ nói chuyện với cả Cobra đi đã. Giờ thì đi lên đi. Chơi xong đâu ông bạn à? Ủa? Bắt đợi. Người ngoài hành tinh à? Chứ mỏi, chứ mỏi, chứ mỏi. Hình như mình vừa nghe thấy thứ gì đó. Cả cư dân ở dưới đáy biển là người ta có khả năng gọi là thần giao cách cảm à? Ờ thì thực ra thì cũng đúng. Nếu như ở môi trường dưới nước thì có khi là họ không thở được mà họ sẽ nói chuyện bằng cách thần giao cách cảm đấy. Giả thuyết đó nhá, giả thuyết. Để có cái súng này ngon phết. Bắn luôn cá này. Bình thường mà kéo bằng móc nó còn lâu mới kéo được. Giờ có súng bắn. Ui, con này nhiều máu vậy. Thôi nha. Thôi. Có cách nào bơi nhanh lên không? Sắp chết rồi đây này. 5 4 3 2 1 Chết chưa đây. Rồi chết luôn. Game over ạ. À, chỉ được lấy một đồ duy nhất à? Lấy đồ cá vậy. Nhưng mà nhiệm vụ các thứ này vẫn hoàn thành mà đúng không? Xuống dưới không để ý oxy. Nhớ ra thì đã chết ngạt rồi. Giận đỏ cả mắt luôn. Đấy là cái Giant Blue Hole. Cái Blue Hole khổng lồ này nó tràn ngập những thứ nguy hiểm hơn tất cả những nơi nào khác. Thế nên là luôn chú ý vào cái bình oxy của anh và sử dụng cái escape pod khi mà anh đang gặp nguy hiểm. Có một điều đó là khi mà bơi ở dưới này nè, nếu mà mình có một cái map thì nó sẽ dễ hơn ấy. Có cái radar nhưng mà mình chả biết là có radar có dò được mấy cái bình oxy không. Tôi đã tìm thấy được một nơi có cái tín hiệu từ cư dân dưới đáy biển. Tôi không thể giữ lại cái sự phấn khích bây giờ nữa đâu. Nên là tôi sẽ cần phải nói chuyện với Cobra đầu tiên. Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai. Cái tín hiệu từ những cư dân bên biển. À, cái gì? Làm thế nào để mà loại bỏ được mấy cái cột đá hả? Anh phải dùng bom. Dĩ nhiên là thế rồi. Vậy thì có loại bom nào mà kích hoạt ở dưới nước chứ? Anh đang nói về những cái cột đá ở cái độ sâu bao nhiêu. Mà hơi kệ, tôi nghĩ là độ sâu bao nhiêu nó cũng bỏ thôi. Cứ để một chút niềm tin vào biển. Cái thằng trai này đang cố gắng cắt nghĩa lần nữa đấy. Nhưng mà đó là một vấn đề. Dạo gần đây có một cái thuyền chở hàng đã không đến rồi. Mà tôi lại thì lại cần hàng. Đó chính là một cái quả bom từ chuyên gia mà tôi biết. Và đột nhiên thì cái thuyền chở hàng đấy biến mất khỏi cái radar luôn. Và tôi nghĩ là nó chìm xuống. Nếu như tôi có thể sử dụng một drone mà tôi đặt thì tôi có thể lấy được mấy cái món hàng ở trên thuyền đó. Tôi có thể đi xuống dưới biển, sau đó lấy cái nguyên liệu làm drone được không? Nguyên liệu drone à? Tôi phải tìm thấy nó ở đâu ở dưới biển. Biển rộng lớn lắm. Những cái thùng chở hàng ấy cần tìm cái nơi mà của Ocean Current hay sao? Nói chung là việc đó nghe rất là nguy hiểm. Mình không biết là cái Ocean Current là cái gì luôn. Hay lượm được bản vẽ này. Tức là mình dùng súng ở dưới biển thì mình sẽ lượm được bản vẽ của những cái loại súng đó. Sau khi mà xài nhiều thì chắc chắn là mình sẽ có nguyên một chiếc để xài trước khi mà bắt đầu xuống biển luôn. Ok, đã lấy được đầu cá mập. Ai vậy? Dân chơi ở đây Sato Satoshi à? What the Hoppy Hood. Anh có biết nhiều về cái Giant Blue Hole này không? Tôi không chắc nữa. Nó thay đổi mỗi khi. Ừ đúng rồi, là nó đó. Đây là nơi tuyệt vời nhất để thu thập Marinka. Đừng nói là Magic Cup nha. Đừng nói là như vậy nha. Thề nhìn giống Satoshi cực kỳ. Tôi có thể hoàn thành được bộ sưu tập của mình ngay tại nơi này. Bộ sưu tập nữa. Cái này là mấy cái deck Marinka. Cái gì? Đừng có nói với anh là anh không biết cái những cái thẻ bài dưới đáy biển Marinka nha. Làm thế nào mà anh chưa hề nghe đến cái việc trao đổi bài dựa trên cái gì AI, cái gì vậy? Cái gì thanh niên này toàn thuật ngữ gì khó hiểu vậy? Tự động cái gì đấy? Giống như cá ở trong ngoài đời thật vậy. Chưa bao giờ nghe về nó. Nghe khá là vui đấy. Anh có vẻ như không biết nhiều về nó. Hãy để tôi giúp anh cài đặt nó trên điện thoại. Đây là đưa đây. Xong rồi nhấn vào đây. Nhấn vào đó. Rồi thêm bạn nè.
Xong. Ờ ok, thế tôi cần phải làm gì? Có một điều thú vị về con Marinka là anh thực sự không cần bất cứ thứ gì đặc biệt hết. Chỉ cần bắt những loài cá mới, anh sẽ có được những tấm thẻ bài. Kiểm tra những tấm thẻ bài bất kỳ lúc nào, ngay bây giờ ở trên ứng dụng là anh xong. Tôi hiểu rồi. Một cái điểm hay của cái tựa game này là những cái đồ ở bên ngoài ấy, tức là vật lý ấy, thì có thể được chuyển theo thành dạng số hóa phi vật lý, xong rồi chuyển ngược lại về được. Giống kiểu súng mà nó làm ở cách xa nơi này đi chẳng hạn, mà cái thằng đốt kia nó đẩy cái khẩu súng đấy lên trên mạng bằng ứng dụng nha. Sau từ ứng dụng, cái thanh niên đếp này lại tải xuống là thôi cái khẩu súng lại từ cái điện thoại ra ngoài đời thật. Vậy là ý của thanh niên Sato này ấy, đó là mình bắt được bất cứ loại cá nào thì nó sẽ đẩy vào điện thoại. Và con cá đấy giống như kiểu như con cá thật luôn đấy. Tôi hiểu rồi, vậy là tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những loại cá mà tôi đã bắt chuẩn đấy. Nó gần giống như là wow. Anh không muốn nói cái tên là tôi hiểu rồi, tôi để tôi nói. Ồ tôi quên mất là tôi giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Sato, tôi sẽ đưa cho anh thông tin liên lạc nếu như anh có bất kỳ câu hỏi nào khác. Cả là anh sau. Chu chu. The fuck, thanh niên bắt thanh niên bắt Pokemon ạ. Machika, Marinka, Gotafish the Moon. Quá chuẩn luôn, chắc chắn đúng bài Pokemon rồi. Mình cũng bắt được khá là nhiều loại cá chứ. Và Luho Shallow này, mấy cái vùng nước cạn này thì là bắt được khoảng 19% của các loại cá rồi. Và Luho Medium Depth này, độ sâu vừa phải 6%. What the what? Nhiệm vụ chính bây giờ mình muốn có được drone trở cho ông này để ông này làm bom á, thì mình cần phải kiếm một cái bom butter chip, moto, camera lens mới kiếm được cái drone. Mà nhờ cái drone đấy thì mới có thể tìm được mấy món hàng như là để chuyên gia bom, để lấy bom. Yeah. Thôi được rồi, bơi xuống rồi kiếm thêm cá để cho tối nay phục vụ thực khách trước cái đã. Chung là ở thời điểm này thì mình vẫn chưa mạnh, do là mấy cái đồ nâng cấp các thứ vẫn còn yếu, đi xuống độ sâu hơn thì nó rất là nguy hiểm. Có lẽ là nên tập trung thu thập cá trước để như thế sẽ dễ kiếm tiền và dễ nâng cấp hơn. Thì đây, giấm đen nè. Cá này ngon này. 30 dam, 45 dam, 60 dam. Ok, 75 dam là con này chết. Con này 75 máu ạ. Quát cá này nhiều tiền lắm này, anh thủ. Bây giờ thì nằm sắp là để tìm được mấy cái mảnh của nhiệm vụ chính nhỉ, để làm con drone ta. Nghe nó cứ vô lý kiểu gì ấy, chả có hướng dẫn gì cả. Đây, kéo điện đây. Giật điện TT chết từ từ đi cái con cá kia. Cái gì đây? Glass, kính, ngon. Ở đây lại có một mảnh súng này, đúng hơn là một khẩu súng khác. Đốt nó nói chuyện gì đây? Hình như để nói về khẩu súng này sao á. What the? Khẩu súng này 38 dam ạ. What? Quá mạnh luôn ý. 20 kg rồi. Quá chi là nắc. Mình vẫn muốn xuống dưới này để xem nó có cái gì ở dưới này. Không, chả có gì hết đâu. Đi lên vậy. Đi lên trên xài cái escape pod thôi. Súng này mạnh thật, 38 dam nhưng mà chỉ có 2 viên à. Hôm nay là có đầu cá mập để phục vụ bà kia luôn rồi đó. Súng này ngon phết. Sniper đỏ 33%. À, còn lượm thêm 2 lần nữa là mình đủ để chế rồi đấy. Ok, ngày hôm nay lại thiết lập kỷ lục tự nhiên rồi. Bởi vì là mình nâng cấp trang bị mà. Mà bây giờ quay về nhà hàng này chuẩn bị cho các thực khách là nâng cấp cái e thanh này đi. Cargo bóc luôn, cứ có tiền là nâng hết. Rồi, lên danh sách các món. Ủa, món này bây giờ mà cải thiện là sẽ được level 4, 30 tiền, độ ngon là 92 ạ. Ok, đặt ra thôi. Mà chúng ta vẫn sẽ thực hiện phục vụ cái món đấy. Với cả món đầu cá mập luôn. Dành riêng cho cái bà kia nè, đánh dấu nè. Chỉ dành riêng cho cái bà kia thôi. Hôm nay bắt được nhiều cá vậy mà sao lại thành ít cá nhỉ? À, nghiên cứu hết rồi thì ít là phải. Vậy thì thực sự là mình cần nâng cấp rất là nhiều về cái phần mảng trang bị khi mà đi lặn đấy. Rồi, mở cửa nhà hàng nào. Đây. Mở cửa đến rồi. Yoshi, bà cứ chờ đấy. Món đầu cá mập này tôi tuy chưa thưởng thức nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rất là ngon đấy. Mời bà. Vẫn kinh tởm như thường. Nó trông như là muốn phá hủy cái vị giác của tôi vậy. Nhưng mà dù sao thì hứa là hứa. Tôi sẽ ăn thử. Đấy rồi. Ok. Yêu ngay, thích ngay. Ôi, chuẩn bị giống kiểu trong sâu ma là sẽ khỏa thân đây này. nhầm nha, sẽ nút nha. Rồi, bà thấy thế nào? Nó ngon quá. Cái vị béo của cái đầu cá mập nó giòn tan trong miệng. Không có từ gì để diễn tả nữa rồi. Từ từ đã, cái vị này hình như nó là gừng phải không? Gừng và trộn với cả cái vị mạnh của cái đầu cá mập. Nó trở lên thật quá là tuyệt vời. Rồi, ở đó cho tôi. Tôi không ngờ là nó ngon đến mức độ như vậy. Cá mập thì nhìn trông có vẻ kinh khủng ở bên ngoài, nhưng thực sự thì thịt của chúng rất chi là ngon, đặc biệt là cái đầu. Vì vậy nên là cái đầu cá mập sẽ cho rất là nhiều tiềm năng để mà nấu nướng. Tôi phải thừa nhận về việc đó. Rất tốt, anh đã vượt qua ban trò. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói lý do tại sao mà tôi tới đây.
cái nhà hàng này cần phải tuyển thêm người và tôi có thể giúp anh về việc đó. Ý cô là sao? Anh vẫn muốn làm việc một mình hả Ban Chổ? Nơi này rồi sớm hay muộn sẽ trở nên kín chỗ. Hiện giờ thì điều đó ổn, nhưng mà rồi sẽ có lúc anh sẽ tiếp nhận được thêm nhiều vị khách nữa đến. Tôi biết là tôi không thể làm việc này một mình, nhưng không dễ gì mà có thể tìm những người mà tôi có thể tin tưởng. Tôi là Yoshi, quản lý nhân sự. Tôi có thể làm được việc đó bằng cách là đăng tin tuyển dụng. Rồi, ok, new content employee. Thuê được nhân viên thì sẽ giảm được khối lượng công việc. Rồi, để tôi giới thiệu anh cách tuyển nhân viên nha. Chú ý vào. Ôi, mở ra được cái ô nhân viên này. Chúng tôi đang tuyển dụng này. Ok, đăng tin tuyển dụng. Nắm thế. Tuyển dụng bằng tờ rơi thì chỉ giá là không vàng thôi. Đơn tuyển dụng đã bắt đầu à. Kết quả sẽ có vào ngày mai. Nào Vũ nào. Mình cũng éo oải lắm rồi, mình muốn thuê lắm rồi đấy. Sáng với cả chiều đã phải đi câu mệt thì chớ. Giờ tối lại còn phải phục vụ. Ồ, ở đây vẫn có người yêu cầu đầu cá mập à? À, một đầu đấy là nấu được mấy đĩa luôn đấy. Ủa, chưa hết mà. Không, đạt hạn đồng được rồi. Giống như kiểu là được một sao Michelin ấy. Một đầu tức là được 5 đĩa. Nhiều phết. Ôi giời, doanh thu của ngày hôm nay gấp 3 lần ngày hôm qua. Ôi giời, thế này thì lãi mấy hồi đâu mà. Tăng trưởng 150%. Quá VIP. Rồi, ngày 5 tháng 10. Úi, Eli gọi nè. Con bé đại học gọi nè. Anh đã bỏ việc đi lặn chưa đây? Có chuyện gì lần này vậy? Tôi đang cần phải nghiên cứu cho những cái giấy tờ quan trọng, nên là tôi cần sự giúp đỡ. Hãy lấy cho tôi 3 cái vỏ sò biển xanh và vỏ sò biển nâu. Ok thôi, em check mạng ấy nhở. Cookstar, Ban Chổ Sushi, chúng tôi vừa mới nhận được một phần thưởng, làm ơn hãy ghé thăm. Được đánh đồng phát là cái gọi là boss ngay trên mạng. Sushi này, món đầu cá mập. Cái quái nào mà mình bắt một đầu cá mập trong khi phục vụ đã được 5 món, mà trong khi hình thì hiển thị đúng một cái đầu. What the what? Trời, nó trông ngon lắm. Mặc dù trông rất là ghê ở trên camera, nhưng mà nó thực sự rất là ngon. Ban Chổ Sushi. Trời, chụp hình cái quán ăn mà lại để ý đến thực khách ngồi góc bên tay phải này đi focus thì là sao? Tớ tắc à? Ok, vẫn như cũ thôi. Quá trình sushi đang rất là phát triển. Cố gắng đạt để đánh bạc nè. Rồi xuống. À, từ từ đã. Trước khi xuống là mình nâng cấp cái đầu lặn đi nhở. E thăng lên level 4. Đây. Mấy cái vỏ sò nhiệm vụ là nó sẽ có biểu tượng màu xanh nó sẵn cho mình luôn. Rất là tiện. Rồi, cái này là cái gì nào? Ồ, gậy bóng trời ạ. Gậy bóng trời dưới nước. Đúng là đánh cá theo đúng nghĩa đen luôn. Bong 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 xin nha. Ok, xì dầu. Đây, một vỏ sò nâu này. Rồi, thông qua này có gì vậy? Ngon. Một cái động cơ tàu mini. Ồ, mình chưa lấy thịt con này nha. Né. Đấy, nhầm súng ạ. Mang sọt gần dưới biển ra bắn 33 đam. Ôi giời, chết chưa? Chết rồi. Nào, xẻ thịt ra xem nào. Được cái gì? 6,5kg. Cắt thịt ngon lắm. Ê, con này bong bong như mấy cái rồi. Láo. Không hiểu nổi luôn. Á, mú gì đâu, láo dưới thần trời. Ở đây có một cái thuyền bị đắm nữa nè. Đúng. Cái này là cái gì đây? Collapse. Một cái lọ gì đó. Ồ, xanh. Xanh so. Đến đây. Ngon chưa? Ok, hết mang nổi rồi, đi rồi. Thôi, triple ace. Mình chế được khẩu súng này đó. Bắt được một số loại cá nữa. Đặc biệt là con nông lâu so sát này cũng. Con này cũng là một loại cá mập đấy. 10 thịt ạ. Tuyệt. Wow, một ít đồ thôi là mình đã có thể chế được cái khẩu triple ace này rồi. Cộng thêm vỏ sò nè. Mấy cái đồ mà theo cốt truyện ấy thì mình nghĩ là chắc là phải đợi khá là lâu đấy. Để mà kiểu nâng cấp trang bị các thứ thì mới xuống được sâu hơn để mà lậm. Hiện giờ là chưa có đâu. Gì đây? Gun enchantment kit. Ây à, nâng cấp cho hẳn cho súng luôn này. Level 2 ạ. Bình oxy, ngon. Có bình oxy dự phòng là ok này. Rồi, vỏ sò xanh đã lậm xong rồi nha. Còn vỏ sò nâu thôi. Một cái vỏ sò nâu nữa là xong. Cá mú thì chắc vào buổi chiều mình không nhất thiết là phải đi bắt đâu. Bây giờ mình cứ đi khám phá đi. Ném con cá mập. Đã bảo né mấy con cá mập ra rồi. Ồ, ghê. Né. Đừng để nó vào tầm mắt. Không là rất chi là mệt đấy. Ok, có một cái bình oxy ở ngay khúc bên này. Một cái quần vợt tennis ạ. Wow. What the, con gì to vậy? Một con tàu nó bị đắm ở dưới này nè, mà con gì to cực kỳ luôn ấy.
loài cá mập khổng lồ ạ. Không được. Không đi xuống dưới đâu, chết như chơi ấy. Rồi hoàn thành nhiệm vụ, có cái tàu ngầm đi cũng dễ hơn tí. Mình không biết cái gọi cái Supreme này gọi là cái tàu gì ấy. Nói chung là ai chơi Subnautica thì sẽ biết cái này, nó sẽ giúp cho mình bơi dưới biển nhanh hơn. Nhưng mà mình thì quên tên này, quên nghĩa tiếng Việt của nó, hay là không biết đến đấy nhỉ. Đấy, cái nâng cấp cái đồ kéo thêm điện ạ. Mà thôi kỳ nhỉ, kiểu ở đây tối lắm và rất là nguy hiểm khi mà khám phá ở dưới đó trong cái tình trạng như thế này. Không được rồi, mình phải nâng cấp hoặc là có thêm một cái miếng gì đó cốt truyện thì mình mới xuống dưới đó được. Vậy thì cứ đi lên quanh chỗ này thôi, đi thu thập mấy kiểu như là vỏ sò ốc này, nguyên liệu này, cá thì cũng cần đấy, nhưng từ 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 chứ cần vội. Trời trời, căng tay đấm bốc luôn, đấm cá luôn. Đấm cá, ok, vợt cá sao giờ đấm cá. Mấy cái xương này như là bán lấy tiền đấy chứ ở đâu. Mấy cái xương này nó ghi mô tả này, nó có thể dùng để chế tạo vũ khí. À, khá hay đấy. Ok, mấy cái dòng hải lưu nó đang cố chảy vào mấy cái gai để giết mình, nhưng mà mình đã né được. Tuổi dưới này có cái gì không? Ồ, mấy cái khẩu sniper. Ôi, đúng mình còn xịn hơn sniper nhiều. Né cả tận không là nó đẩy mình vào cái gai chết luôn đấy. Này là gì đấy? Ô, quặng sắt nha, chứ không phải là mảnh sắt nha. Để đi lên thôi. Con này mình bắn cho nhở cái con này nè. Ai à, lan điện nó lan sang những cái con khác, giết một được 4 lúc đấy, nhiều máu ấy nhở, vẫn chưa chết à. Ủa, đánh bằng tay không cho nó nhanh, không kéo kìa, không biết là có nâng cấp được không chứ thấy phế quá. Rồi quá cân là chắc chắn rồi đó. Đấy thôi, ô chỗ này không chạy được, chỗ này bị kẹt rồi, chạy đường này thôi. Ú, mảnh gì kia, nhiệm vụ ngon. Cái này gì đây? The Crab Idol. Ôi dồi ôi, bơi ngược dòng ạ. Để mình vứt bớt đồ đi đã. Được cái gì đấy? Ấy, hình như là CPU thì phải. Rồi, computer chip ngon. Đấy, được một mảnh nhiệm vụ rồi. Ôi, hai mảnh luôn. Cái này là cái gì? Không biết. Nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ liên quan đến cái nhiệm vụ chính. Nó có hiện dấu tham màu vàng lên. Mô tô, ngon. Vậy là vùng này là thiếu một cái camera lens nữa này. Một cái gọi là ống kính camera. Cái này gì đây? Mũi tên độc à? Rồi cứ từ từ thôi. Rồi chúng ta sẽ có tất cả. Chắc là nó nằm ở phía bên phải. Quả nhiên là thế, nhưng mà là bên trên. Đủ đồ luôn rồi đấy. Camera lens đã có. Bây giờ thì mình cần ra khỏi đây trước khi quá muộn. Bơi nhanh quá. Ê, không. Mém chết ạ. Liều, tại vì mình muốn đi xuống dưới nhanh hơn nên mình dựa vào cái lực đó để mình đi, hay là không ảnh hưởng gì lắm, chỉ có mất một tí oxy thôi. Mình khá là thích cái cách mà nó con game này kết hợp giữa oxy và máu là một, thay vì nó để riêng ra, vì việc để riêng ra thì sẽ khiến cho mình nó rối hơn. Nhưng mà nhờ thế mà mình cảm thấy game nó dễ tiếp cận hơn. Đi có một buổi chiều thôi mà hoàn thành luôn hai nhiệm vụ, quá chi là VIP. Hơi buồn một cái là nếu con game này mà có thêm một cái bản đồ nữa thì ngon. Cái gì ấy, ba? Nè. Cái bọn này cho ăn một viên, mỗi đứa một viên. Một buổi chiều khá là đầy đủ, hoàn thành luôn hai cái nhiệm vụ. Ôi, ai đi gọi. Xong rồi à? À, việc này khó hơn là tôi tưởng. Mấy thứ này khó để tìm quá. Giờ tôi đã hoàn tất chuyển cái Eco Watcher, thêm được level này. Eco Watcher là cái gì? Anh không biết Eco Watcher à? Nó là một cái nhiệm vụ ứng dụng để bảo vệ môi trường. Anh sẽ được điểm khi mà hoàn thành được những cái nhiệm vụ ở trên ứng dụng, và sau đó nhận được phần thưởng khi mà đạt được cái ngưỡng của level. Ồ, vậy là tức là điểm ở trên ứng dụng à, chứ không phải là bài kiểm tra hay là báo cáo gì hết à? Anh có thể nói là chúng cơ bản là giống nhau. Anh cũng nên thử đi nếu như anh cảm thấy thú vị. Gặp lại anh sau nhé. What? Mình vừa liều mạng để lấy mấy cái vỏ sò, xong rồi nó kêu là nó dùng cái đấy để nâng điểm trong cái ứng dụng Eco Watcher. Rồi sau khi mà đã có đủ tất cả các thành phần để lắp được cái con drone dưới nước ấy, thì ông sẽ bắt đầu tiến hành thả nó. Anh trông có vẻ kiệt sức nhỉ, chứ sao nữa, từ đây nguy hiểm quá trời quá đất luôn, biển gần như là muốn đã hạo gục tôi rồi đấy. Tôi hiểu rồi, giờ chỉ cần một chút thời gian để sửa drone nữa và phóng nó là xong. Thế nên là sáng ngày mai nhá, bây giờ thì cứ tiếp tục công việc kinh doanh đi. Ồ, 500 vàng, chim, 5 cái dấu hào, 5 lọ muối. Red Sniper đã hoàn thành 100% luôn. Thuê được nhân viên rồi này. Vậy đây là những cái người mà ứng tuyển cho cửa hàng sushi à? Ồ, tôi không hề nghĩ rằng là cái việc ứng tuyển nó lại nhanh đến như vậy đấy. Giờ kiểm tra xem là chúng ta có gì nào. Khá là tốt đấy. Bây giờ cứ thuê cái người này đi. Thuê thôi, giờ có mỗi một nhân viên ứng tuyển thì thuê thôi chứ. Ui, what, không đồng hả?
Wow, làm không công luôn. Rồi, có vẻ như chúng ta đã có nhân viên đầu tiên. Bây giờ cần đặt nhân viên đấy làm việc ở đúng nơi. Có thể cho nhân viên làm việc ở chỗ quầy bếp hoặc là chỗ phục vụ để ăn uống. Đưa họ vào nhà bếp khi mà họ nấu nhanh hơn. Đưa họ vào chỗ phục vụ khi mà họ phục vụ nhanh hơn. Với nhân viên đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa họ vào cái khu phục vụ. Ok, vậy là đủ đó. Rồi mình xem lại cái staff này. Channeling à? Channeling phải bỏ thêm tiền để cho nó nâng cái chỉ số của nó lên. Nâng gấp 3 lần, gấp 2 lần chỉ số nữa. Ôi, em nhân viên này. Được nhỉ? Thôi mọi người ạ, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Trong tập tới thì chúng ta sẽ thực hiện là việc mở cửa nhà hàng và cho em nhân viên này làm việc. Tập tiếp theo nữa, đó là sáng ngày mai thì mình sẽ cho thả drone để đi kiếm bom ở dưới đáy biển. Bye bye.